ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចំនួន5ត្រៀមបាត់ដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជានៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងមានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗចំនួន5បង្ហាញខ្លួនខណៈដែលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបាត់ដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍រថយន្តលើកទី1ឆ្នាំ2021លោកជំទាវចោមនិមល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនរថយន្តចំនួន5កំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកម្មត្រៀមបាត់ដំណើរការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុន HGB Motor Assembly ក្រុមហ៊ុន EM Automotive ក្រុមហ៊ុន GTV Motor ក្រុមហ៊ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុន China Matis Technology ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពី កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយន្តឲ្យស្របតាមបរិបទថ្មីសំដៅជួយសម្រួលដល់វិស័យឯកជនការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធវិស័យប្រតិបត្តិកម្មការដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណជននិងមន្ត្រីប្រសិទ្ធិសេវាដោយឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងការជំរុញយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងការការពារកម្មសិទ្
cọp đào phiệp và cúp bạch trên phòng đài. Chỉ mỗi khi đi đâu đài, lúc chậm tiêu rõ mặt trời, bán lực tắc chất đo thể chuẩn, nâng đáy cú với đại dục, bị chắc ra nạc trong các bản đạn tùn rốc xì ở căn tay tù lũng tù lì, nâng cao bằng cách mua than phát cam được Campuchia, là mấy tin dục ở tháp bạch giao chơi tràn, đài Campuchia công phong miền, rốt miền, cách prong riêng bởi chơi cam ở diễn bầu, nâng bảo bọn ăn được cục phun, đài Campuchia tự tụ bàn phí bảo tế áp hệ bọn, cách prong riêng bởi chơi cam sở đầy, nâng cọc khăn nây cách xâm rùa bởi chơi cam, nâng viên đại dục thân hạ chiến, prong tiền một viên đại dục lưu cao bằng cách trong trạm phát đồ chuẩn, xâm rạp cục công tìm xa khăn hồng sọc, nâng nôm chênh, chi bởi xe cao viên đại dục lưu rực chôn ạc khí xin ý. CDC ăn mặt cầm rộng thông mấy chùm nôn bầy đâm lại chất mập hay liên đà là ở bắt tích tăng viên đại dục nâng khát cơ phong sử. Chia đâm nâng rích ri mùi xâm rạp nẹ khát cơ phong sử khả nạ đại con bác xã phải bọt Campuchia hay cắt thả CDC bàn xâm rạch ăn mặt cầm rộng thông mấy chùm nôn bầy ở thua cao viên đại dục nâng khát mùi này. Đào cả ăn mặt này từ bàn thua làng khả nông cách bạch chùm cho rõ chênh châu tài mùi nơi thay tìm mập hay bàm khai mê xa cho năm phía phòng hơi buồn cả đào mặt thấp ở đây phía ai dạ đòm chi vụt thị ở cây lý khát tư ca cả nạ các mạng tư ca viên đại dục Campuchia nâng ai dạ đòm sốc phía áp phía bà rộng khát cả phong sư phong đài. Chúng phố cầm rung viên đại dục tiền bày đại tư bàn ăn mặt đào cách bạch chùm cho rõ chênh châu tài mùi nơi krong bạc xa áp phía bọt Campuchia thang lờ này rô miền. Tìm mùi cầm rộng xa nà xong viên đại dục bằng cách trong trạng phá lật nâng cung đầm láng ốp bà co chiên cổ bà phết, nâng bà ốp đạc ốp bà co chiên, bì đài nâng plastic rồi bọc cổng hôn, otherwise tool. Tìm bì cầm rộng xa nà xong viên đại dục bằng cách trong trạng phá lật bà đại khá khi xử ní bóng phlư, bà cung chứa mùi nâng sâu là, à côi trong kiêng, phá lật tập hòa phẹp bòn, nâng phá lật tập hòa xa phương, bì tông đài, à lôi mì nhầu, nâng ốp bà co trụ bì nật phương bóng phlư, rồi bọc cổng hôn lightning. Tí bầy cầm rộng xa xong viên đại dục bằng cách trong trạng phá lật kê cà tông, nâng xâm phía đạo vích chọc rồi bọc cơm hồn y kê thị cà tông phạc. Tạm cao bằng trạng phí rô tà bạc hát cầm phúc sử, cầm rộng viên đại dục tên bầy cầm rộng này, miền tôn viên đại dục sở rộp bà man chia đọc bà mây liên đà là, nâng bằng cách ca nghề bằng thèm chầm nuôn mùi bón cần lãnh phong đài. Campuchia tìm tranh đầm nà từ cốt phía viên này dục kênh đo xã hạ đoàn rệch nếp bê khám mục. Lúc ổ bàn dư rõm trái xôn chân thờl, ảnh ổ bật thiên tìm mùi nây cọng bác sát bọt Campuchia bàn lực làng bị cầm rộng thua đầm nà từ căn xã hạ đoàn rệch đã bây tạ tiên viên này dục kênh đại cung nâng rịp chom nơi khăn ông bê chạp chạp khám mục này. Lúc xôn chân thờl bàn thái lai mẹp này nơi khăn ông chùm nộp chùm mùi lúc phát trí mô phì ai kết dân tu xã hạ đoàn rệch đại bàn châu chút xâm nàng ca câu xòm nâng chùm rịp lìa khả nạ đại ảnh nát ca tu đồ bọt lúc bàn bàn chòm. Lúc ổ bàn dụng trầy bàn xa nà xong áo giả hạ rõm rệch bàn tốt quân trô lưu ca có sang sở mắt tập hiệp chi bà xe chút bàn trầy cọng, cọp thành, cọng bác xa áp bọt Campuchia phong đài. Khân ông chùm nộp nha ở ca nì, lúc ổ bàn dụng trầy nâng lưu ai ở cất dịch tụt bàn phía xa lưu bà thiên đạo bọt nhiên nha chạy tràn nây tầm nè tầm đồng thuế phía kỳ rồi viên vật tích tăng phì đào khân ông lưu lưu ai ở cất dịch tụt bàn miên bà xa lưu lãng ổng phì mưu lộ than cử nây tầm nè tầm đồng rồi viên Campuchia giả hạ rõm rệch cọng cọp khăn Campuchia chùm nùi bò rò tí nhiên nì. Cắt xong qua đôi chia cầm rung
Yuset Chidam, Dai Kumrung Teng Oni, Ban Room Chamnai, Yasam Khan, Knong Kekangi Chichran, Pungrang Samatapi, Jubichun Cambodia, Prom Teng Acho Room Chamnai, Chumrung Al Cambodia, some right banner Pankachit, Chanampi Pon Samsub, Nung Chanampi Pon Hassub Rabaklum Hong Dai. When time beneath the deed, low air gratitude, Ban Tlang, Kakasan Sa, Cambodia, Dao Haita, Srope, Dai, Pipu Blue, the Tetnakno Pitch Robot Ball, Ness a Tan appear above a team Mijan Ma, Nungs and Cribrosi, Oi Cran Ponu, Cambodia, Barit Chum, Yang Opera, Knongka, the two Batinit of the Joe Biden, near Pickalong Ball, Prom Tang, the two Ban Chokche, Yang Trochetta Chung, Knongka, Pujim Japte, Nipotaka, Prochum Composin, Chanampi Pomo, Hai Pipong Dai. កម្ពុជាចិនផ្សព្វផ្សាយជំរុញធុរកិច្ចនិងវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងស៊ូនឧស្សាហកម្មកម្ពុជាចិន លោកបានបន្តថាទន្ទឹមនឹងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមជាសកលនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏រឹងមាំក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីធានានឹងបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយដ៏ល្បីល្បាញដោយសារការរីកចម្រើនយ៉ាងស្វាហាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សជាលទ្ធផលកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដោយមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៅក្នុងរង្វង់ 7%ក្នុងឆ្នាំ2007មកនៅក្រោមដល់%ក្នុងឆ្នាំ2015ខណៈដែលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែលជា1700ដុល្លារក្នុងឆ្នាំដដែលហើយសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាខ្លាសិទ្ធិកិច្ចថ្មីនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2015លោកសៀងថៃបានបន្តថាបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ ចេញនៅទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាស្របតាមចក្ខុវិស័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនេតការទី7កម្មការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរួមត្រីនៃប្រតិភិជនជាតិកម្ពុជាកំពុងបន្តដឹកនាំជាតិឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងបង្កើតសមត្ថផលថ្មីបន្ថែមទៀតតាមគោលការណ៍រក្សាចាស់ពង្រីកថ្មីដើម្បីពង្រ
ក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តប្រាសេនុឆ្នាំ 2009 ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណាយប្រែខ្លះខេត្តប្រាសេនុឲ្យទៅជាពោសេដ្ឋកិច្ចចម្បងនិងគំរូមួយរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានចំពោះមុខក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលនិងធនធានអំណោយផលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងខេត្តជាប់តំបន់មាត់សមុទ្រមួយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព